Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Kim. Ok, ngày hôm nay xin chào cả nhà, cuối tuần cả nhà vui vẻ nha. Hôm nay mình dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị Giáng sinh. Mình trang trí nhà, giờ sáng giờ mình lau dọn phòng khách rồi. Giờ mình gom hết ba cái đồ cổ của ông xã mình bằng đồng không nè. Đồng rồi bạc, đồng hồi xưa á. Giờ mình lau dọn mấy cái này. Các bạn có bạn nào mê đồ đồng như ông xã mình? Cái này, cái đèn này từ thời xưa, thời chưa có điện á, đốt bằng đèn dầu, mà ông xã mình cũng giữ tới bây giờ luôn. Cái nhà thấy đẹp không? Đó, hồi xưa ở Việt Nam mình cũng xài đèn dầu á, mà giờ chắc hiếm thấy. Này cũng là cái đèn dầu nè, mình bơm dầu lên đây, nó có cái tim thì mình đốt. Cái này nó ba cái nó chung một chỗ đó. Bây giờ mình phải lau nè, để mình cũng lau thường xuyên á, nhưng mà hay có bụi á, một năm lấy ra lau một lần cho nó bóng. Còn đây là cái bình hoa nè, cái bình hoa này là của ba của người bạn Việt Nam á, tặng ông xã mình năm 1972. Năm 1972 ông đi về Việt Nam á, xong rồi ông đó biết ông này mê đồ đồng, ông đặt, ông làm cho ông xã mình. Ông xã mình lúc đó tặng sinh nhật cho ông xã, xong rồi ông về bên đây ông mới khắc tên, khắc chữ lên đó, tên của ông xã mình Kim, like tên ông xã mình là Oga Chát Kê Tay, cái họ đó. Ông về ông khắc cái chữ Việt Nam 28 tháng 10 1972 nè. Nhưng cái bình hoa ổng quý lắm, mà giờ ba của người bạn của ổng ở Việt Nam mất rồi, ổng xem người đó như là ba của ổng vậy đó. Cái này lúc ba của ổng làm trong công ty đó, làm 40 năm xong rồi người ta tặng nè. Cái này bằng bạc, bằng đồng, mà đồng bạc, đồng trắng chứ. Đây là 40 năm, cái gì 40 years làm việc. Đẹp chứ sao. Cái này cũng lâu lắm rồi, giờ ba mất rồi. Mấy cái bình này nè, đẹp chưa. Đây là cái trống này, cái trống đồng này. Đấy, ở bên ngoài cái phòng của mình đi vô, nó có cái đồ treo bóng ghê chứ. Nhìn thấy mình trong đó luôn. Để mình có cái dùi. Đây là cái dùi nè. Cái dùi đó nó làm bằng da của con thú. Khổ luôn nghe, nó yên lắm. Treo lên thì khó. Mấy cái này là để nến á. Hồi xưa không có điện, đốt bằng là nến, xong ta ghim cái nến vô người ta đốt. Giáng sinh thì mình đổi nến màu đỏ, bình thường thì nhà đốt nến màu trắng. Đây nè, này đốt nến nè. Đây là cái nến màu đỏ Giáng sinh nè. Hai cái ly này cũng bằng đồng. Cái âm này cũng bằng đồng luôn. Cái đồ khui rượu á. Cái này cũng
bằng bạc, mà mình để cái nến lên trên đây nè, xong mình đốt. Đây là cái điện thoại thời xưa. Thời xưa mà điện thoại để vô miệng nói xong rồi đặt vô lỗ tai nghe, mà không giữ tới bây giờ đó, lâu lắm rồi luôn á. Hồi đó mình coi phim cổ xưa mình có thấy cái điện thoại này gọi số quay. Vẫn còn xài được luôn á. Bây giờ mình xài điện thoại di động rồi mình cắt, mình lau cho nó sạch chứ nó cũng bóng lắm rồi. Còn đây đố các bạn biết cái này là cái gì không? Mình không nói với các bạn không biết đâu. Đây là cái máy chụp ảnh của thập niên 10 hay là mười mấy gì đó, của từ thời ông nội bà nội. Hồi xưa chụp hình xong cái nó rửa ra mà hình trắng đen á, mà ông giữ tới bây giờ nè. Mình đâu có biết là cái máy chụp hình đâu, mình tưởng đâu là cái máy cassette. Cái mình nói hồi xưa máy cassette sao nó không có đài, không có gì, nó không có. Ông cười, ông đố mình chứ cái gì mà mình nghĩ hoài mình không biết là cái gì luôn. Tới hồi ông mở ra ông chỉ mình mới biết đây là cái máy chụp ảnh. Đây nè, gỡ nó ra xong rồi gắn cái hình cuộn phim ở trong đây nè. Vẫn còn mấy cuốn album mà thời xưa chụp cái máy này nè, tới bây giờ mà nó cái hình nó vẫn còn. Mà thằng cháu ổng á, nó mượn rồi. Nó mượn, nó đem về nhà nó lấy hình cổ xưa hồi đó á. Nó chưa có trả. Ông đó cũng mê đồ cổ lắm. Ổng khoái ông này lắm mà. Mấy cái đồ cổ bên đây là ổng giữ lại, ổng đâu có cho nữa. Nó qua nó mượn mà. Bây giờ mình phải lau hết mấy cái đống này nè. Mình lau sơ sơ thôi chứ mình có cái thuốc chấm vô mình lau lên nó bóng lắm. Bình thường nó cũng bóng rồi nè. Này là đồng hồi xưa không à. Quá chừng. Có hai cái đèn á, ổng giữ lâu lắm mà hôm bữa ổng cũng quơ chúng lên cái gì, cái kia nó cao, cái kia nó không có treo tường. Đây là các bạn biết cái này là gì, cái cân cũng bằng đồng quá, nó bị xúc cái quai ra, mình ra xong mình gắn lại. Mấy cái cháu nội của anh hai nhỏ nhỏ nó qua đây nó thích cái trống này lắm, mỗi lần qua là nó khỏ bon. Cái dùi này, cái này nó làm bằng da nè, da của con thú. Mình nghe giống cái chuông của trong chùa. Một năm là mấy thứ mình lao một lần.
Bên đây Giáng sinh mà ai ta cũng dọn dẹp. Sáng thì mình dọn dẹp, còn tóc thì mình bao hết. Rồi mình bao hết cái này nữa. Có nhà bếp. Đây nè, mình mua cái keo này, cái tiếp thuốc này nè, nó để là rửa mấy cái đồ đồng. Đây. Bằng ổi, đồ inox, bếp, xài được hết á. Cái này mình phải dùng sử dụng cái mousse, xong rồi mình cho cái này ra đây, rồi mình lau, xong rồi mình rửa lại nước nóng rồi lau khô là nó cứng. Mình tính lau khô sao nó ra màu đen. Phải đeo găng tay, không lắp cái tay mà đi xịn. Xong rồi rửa rồi lại lau khô. Em sẽ đem ra rèn. Hola. 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 Du kunde ta allt som är borta haft där och vaska i vatten.
em mời đi xem. Ủa, cái này sao nặng, cái nặng lắm cả nhà. Cái này để cái nến lên. Mỗi lần Tết đi đánh bóng, đi ra máy, đánh bằng máy. Mỗi ngày mình lao mỗi ngày là nó bóng. Xong rồi lau khô lại. Xong rồi đó cả nhà. Mình rửa tiếp đây.
Đây là nãy giờ mình lau chùi xong sạch sẽ rồi nè cả nhà. Bóng dễ sợ luôn. Quá trình đồ cổ, đồ đồng, đồng trắng, đồng vàng, bạc. Đây là cái cân mình bán ở trên cái cánh tủ. Nhìn mới không? Nhìn mới tinh. Cái này nó bóng dễ sợ bóng. Cái này mình không biết cái gì hết. Treo cái trống ra ngoài. Đây, trống. Cái trống mình treo rồi. Nó bóng vậy sợ, nhìn giống như cái gương nữa. Cái dù nè. Cái này treo trên đây. Bóng rồi nó bóng hơn. Mấy cái bình này ông xã mình nó ông đi mấy cái nước khác ông mua. Bây giờ mình đem mình dẹp lên xong rồi mình chuẩn bị mình dọn tới cái bếp. Một năm dọn có dọn dẹp tổng vệ sinh á. Là thường thường mình vẫn lau dọn rồi. Bây giờ mình lau dọn hết luôn. Bên đây là cuối năm là người ta quan trọng đó. Ta lau dọn dẹp nhà cửa xong rồi. Ta trang trí lại nhà cho Giáng sinh. Treo màn Giáng sinh. Rồi trải bàn, khăn bàn. Giống y như Tết ở Việt Nam mình. Tới ngày 20 là người ta trang trí xong rồi đó. Nhà mình năm nào mình cũng trang trí sớm. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye. Hẹn gặp lại cái video kế tiếp. Mình sẽ trang trí nhà cho Giáng sinh.